Ghi được 12 bàn thắng và để lọt lưới một bàn. Trong khi đó thì với U17 nữ Hàn Quốc thì họ cũng đã rất nỗ lực. Vừa là quốc ca của Nhật Bản và bây giờ sẽ là quốc ca của Hàn Quốc. Nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đây là một cuộc đối đầu của hai đội bóng đã từng thuần ra quân của U17 nữ Hàn Quốc. Huấn luyện viên trưởng của họ là bà Kim Eun Jung. Đội ra quân bao gồm có thủ thành mang áo này với đội ra quân của U17 nữ Nhật Bản. Huấn luyện viên của họ là ông Shirai. Ngày hôm nay thì ông Shirai sẽ tung ra quân ở Hàn Quốc. Cô cũng đã từng lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất xuất hiện. Và như vậy là trận đấu của chúng ta bắt đầu trận bán kết 1 của giải vòng chung kết. Khó hơn so với bảng A và cũng không có nhiều sự chênh lệch. Điển hình như là đội bóng của ông qua vòng bảng thì sẽ không có quá nhiều sự chênh lệch như các trận đấu ở trong giai đoạn vòng bảng. Thêm một cú sút của số 19 bên phía các Kikuchi là người đã tỏa sáng với một cú đúp trong trận đấu đó. Cơ hội dành cho các cô gái Nhật Bản. Không vào. Đá bồi. Chưa có thời cơ để đá bồi. Phải mất hai nhịp thì thủ môn Woo Soo-min bên phía Hàn Quốc mới có thể làm chủ được tình hình. Rất tốt. Thêm một cơ hội dành cho nữ Nhật Bản. Rất đáng tiếc. Tisui. Sút bóng. Không vào. Lúc này thì các đại diện của châu Á có được thành tích tốt nhất tại rất nguy hiểm. Liên tiếp là những pha bóng tạo nên sóng gió của các cô gái Nhật Bản, vừa rồi là Furuta. Chúng ta cùng theo dõi lại một loạt những tình huống phối hợp quá nhịp nhàng và thể hiện được cái Hàn Quốc. Kaisi. Và là Kaisi. Không được và đội bóng hơi mạnh. Quốc tại các giải châu Á thì nó cũng tùy thuộc vào những lứa cầu thủ mà họ đã sở hữu. Rất nguy hiểm. Và đó tiếp tục là Furuta. Là các cô gái Nhật Bản. Vẫn kịp. Cơ hội. Vẫn chưa thể đánh bại được những tình huống lăn xả của Woo Soo-min. Rất thoáng bởi vì cánh trái. Vẫn là Studio. Chuyền vào. Một đơn. Đó là một phần. Hai tình huống đã phạt góc. Không vào. Một pha phối hợp giữa bộ đôi tiền đạo bên phía các cô gái Nhật Bản. Phản công dành cho nữ Hàn Quốc. Kashifai. Không được rồi, một tình huống mà đội trưởng bên phía nữ Hàn Quốc đã di chuyển quá sớm và đã rơi vào. Không được. Susa thứ hai. Khá căng. Nhìn quả bóng đi ra ngoài. Khác. Tsuji. Quả đá phạt dành cho các cô gái Nhật Bản. Tsuji. Fudoshita. Không được. Fukushima. Đó là Fukushima. Đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có chuyện gì xảy ra. Sakaki. Futura. Cơ hội. Cuối cùng thì bàn thắng cũng tới dành cho nữ Nhật Bản với rất nhiều những cơ hội và các pha dứt điểm được tạo ra. Bàn thắng được ghi ngay ở phút 40 của hiệp đấu đầu tiên. Các sức ép cũng đã được cụ thể hóa thành công, thật sự khác biệt ở trên bảng tỷ số vào thời điểm này.
Chúng ta cùng theo dõi lại một pha di chuyển rất chủ động của Studio. Một pha phối hợp phải nói là vô cùng. Fukuda nguy hiểm quá, không vào. Một tình huống ra vào không hợp lý và không chính xác của Fukuda. Không may là cuộc thời gian đã bù giờ của các cô gái Hàn Quốc. Xuôi bóng, không vào. Pha xử lý rất hay của vô trước các cô gái Hàn Quốc 1-0 trong trận bán kết 1 này. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với các diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Và như vậy là hiệp 2 của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp đấu thứ hai thì cả hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Có một phần sân ở bên trái mà ngành của cô gái áo xanh Furuta Kidoshita Tsuji. Đây là Sasaki, không được. Junio không có một ai chạm bóng ở trong tình huống vừa rồi. Không được. Juan được truyền nhận cho Casey. Sút bóng. Suzuki. Thêm một quả tạt bóng đến đâu. Ở bên ngoài sân đó chính là tiền đạo Aso. Sút bóng rất căng. Truyền ngược trở ra. Suzuki. Rất tốt. Studio. Tốc độ băng lên rất nhanh của Studio. Không vào. Studio với ý đồ. Bị Futura. Suzuki. Đánh đổ. Nguy hiểm quá. Cơ hội dành cho KC Phai. KC vẫn không, vẫn không vào. Tiếp tục là KC vẫn cố gắng tìm khoảng trống. Không được rồi. Cơ hội quá tốt dành cho Hàn Quốc để có thể đưa trận đấu trở lại vào số phát. Nhưng KC Phai đã không thể đánh bại được sự lăng xả của hàng thủ của UM. Fukushima. Cơ hội Sinio. Cú sút không thể cản phá và 2-0 dành cho U17 nữ Nhật Bản. Vé vào chung kết đang được xây chắc với pha lập công vừa rồi của đội trưởng Sinio. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Và pha bóng không chính xác của cầu thủ áo số 3 tới với vị trí của Studio. Sút quá chất lượng. Với một giải bóng nữ thực hiện cú sút tốt như thế này thì thực sự là không thể cản phá. Suzuki bước một rất chủ động về các cô gái áo xanh Studio. Neju sút bóng. Loạt các pha phối hợp đầy tự tin ở khu vực trung lộ của nữ. Ở trận đấu này thì cô đã có tổng cộng 18 pha tranh chấp bóng tay đôi giành chiến thắng. Kikuchi. Vẫn là Kikuchi. Kikuchi. Vẫn là Kikuchi. Nguy hiểm quá. Đó là quả đá phạt góc thứ tư ở trong trận đấu này. Không thể đánh đầu. Sinio. Nguy hiểm.
vẫn là Shinio. Tốc độ của Kikuchi. Tạt vào Sato. Một tình huống ngã người móc bóng có lỗi của Sato. Như vậy là với tình huống ngã người móc bóng vừa rồi trúng vào người đối phương thì Sato rất nhanh nhẹn. Makiguchi thêm một quả tạt. Bóng hai thầy. Lúc này tỷ số đang là 2-0. Sato rất tốc độ. Sato Shinio pha bóng khá lộn xộn. Shinio bóng vẫn còn không vào. Đá bồi 3-0 cho Nhật Bản. Cú đúp của đội trưởng Shinio bên phía U17 nữ Nhật Bản. Ba không rồi. Và bây giờ tấm vé vào chung kết, tấm vé đầu tiên sẽ thuộc về cho nữ Nhật Bản. Chúng ta cùng theo dõi lại một loạt các pha dứt điểm. Và Studio là người đã lao vào đá bồi rất nhanh. Chính Studio là người thực hiện cú sút đầu tiên không thành công. Và cú sút tiếp theo được thực hiện do công của Kinoshita. Studio pha bóng khá lộn xộn.